Điện không bắt máy luôn nè, chắc nó ngủ rồi quá. Chết rồi, cái này sao giờ ta? Vì tao vậy chứ, trời ơi. Ôi trời ơi. Cô cứ sợ không? Chị đi tiếp nhá. Anh đi tiếp đi. Ba phải nói thật là ba cũng sợ, không kém gì các con đâu, nên là cả nhà mình xuống thôi. Lại đây. Mẹ đang thiếu này quá nè. Nói cho mẹ nha. Mẹ đang thiếu. Sao vậy? Không sao, tại mẹ ở nhà mẹ bị cũ rồi. Áo của mẹ nó bị cháo lòng rồi. Nuôi mẹ một cái nha. Tôi ngửi thấy mùi gì không? Mùi công sức của bà. Ba ngày tiếp theo là sẽ kinh khủng. Tập 10, người cha hoàn hảo. Viettel Media, sản xuất và phát hành.